Ôi trời. Nhả nhả cái tầm tuổi đấy là vẫn tiêm được. Em vẫn tiêm mà. Vâng. Nhưng mà con ho nó phải lấy hôm qua lại test xuống cho em nhé. Không tiến lệ. Em qua má ở đâu? Chắc là tí nữa. Vâng. Non hết mẹ mà. Là nó bây giờ rất là vừa. Thế còn ngại. Thế thôi chị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được. Em bán hàng nhé. Bỏ đi. Phí, bỏ đi. Ủ lạnh lâu nha, em mua hai vợ chồng thôi. Em với em ăn muối, muối để ăn chua với bà. Thank you.
chú nhá. Cảm ơn nhá.